vài cái hợp âm cơ bản quen thuộc là chúng ta chơi được một bài hát rất là hay rồi. Cùng lấy đàn ra tập nha anh em. Rồi, tôi sẽ đánh trước cho anh em xem là thử ca bộ 4 nè. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Cuộc dây tơ duyên hai đứa thương tới da. Anh nói mai ngày em sẽ no ấm cùng anh. Hỡi khoan hò khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau cuộc đời vui biết bao. Cuộc dây tơ duyên hai đứa thương quá trời. Anh đã đem lòng yêu lấy em hỡi ngàn ơi. Lỡ mai về xa em chờ anh theo giới. Chỉnh dây đàn lại, kẹp cao 1 ngân 4. Sau đó chúng ta tập chuyển hợp âm trước. Tại trái nè, là thứ AM, đô trưởng C, son trưởng C, mi thứ IM, rê thứ DM. Ok, như vậy thì chúng ta bắt đầu chúng ta tập. Chuyển hợp âm xong rồi bắt đầu chúng ta tới điệu. Điệu là điệu disco nhưng mà pha ballad. Cái kiểu như sau. Bát đập chát, nghỉ chát đập chát, bùm đập chát, chát đập chát, bùm đập chát, chát đập chát, nhịp 4-4 nha. Bùm đập chát, chát đập chát, nhịp như vậy. Bùm đập chát, chát đập chát, bùm đập chát, nghỉ nè, chát đập chát. Đợi cho chúng ta chuyển hợp âm là chúng ta chơi được. Ok. Mình ở bên nhau cùng đời vui lắm nha. Cuộc dây tơ duyên hai đứa thương tới già. Em nói mai này anh sẽ lo lắng cùng em. Hỡi khoan hò khoan anh nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau cùng đời vui biết bao. Cuộc dây tơ duyên hai đứa thương quá trời. Em đã đem lòng yêu lấy anh hỡi chàng ơi. Lỡ mai về xa anh chờ em theo với. Trên YouTube kênh Guitar 5 Phút sẽ hướng dẫn đầy đủ cho anh em và tặng cái giáo trình miễn phí để cho anh em tập đàn cùng với Guitar 5 Phút luôn. Anh em lên YouTube và subscribe kênh nha. Còn đối với video clip này chúng ta lưu về để nhớ sau này chúng ta tập. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tự học guitar Bolero tù hay gọi là Bolero đường phố đó, thì chúng ta cần có hai yếu tố. Một là đánh bằng mic ha, thì lúc đó chúng ta tập cho nó quen và nó đều tiếng. Thứ hai là chúng ta đánh nó nhanh hơn Bolero bình thường chút xíu, chứ không phải là quá nhanh nha. Ok, chúng ta làm cho nó đều tiếng đều nhịp cái đó. Bát 3 2 1. Cây đu đủ tôi trồng từ khi em vẫn chưa trồng. Nay đu đủ ra bông thì em đi lấy chồng xa. Giờ nhớ cuộc tình lẻ loi niềm tin dấu kín trong tim. Thương nhau nói không nên lời, anh cố cười nhìn em bước đi. Bấm theo dõi kênh, ủng hộ kênh cũng như là chúng ta tập với Guitar 5 Phút mỗi ngày. Xin cảm ơn. Có nhiều bạn hỏi về cái kiểu mà chặt dây của cái điệu disco. Disco là có nhịp 2-4, nó đánh nhanh nè, xuống nè, phách mạnh. Đã lên nhẹ nè, 3 dây nè. Và khi mình chặt vô á, thì mình dùng cái tay mình để vô như nè, mình chặt xuống. Nhưng mà mình đang đánh bằng cái bít, thì lúc mình đánh bằng cái bít á, thì mình sẽ chặt, để cái bít vô luôn như vậy ha. Rất là nhẹ nhàng và cổ tay thả lỏng thôi. Là xuống. Đó, chặt vô. Chặt vô lúc cái bít đang để xuống mình đá nhẹ lên. Xuống lên, chặt lên. Cứ thả lỏng cổ tay ra mình cứ tập nhịp và thoải mái. Thả lỏng. Em đi lên rừng cây xanh mờ lối. Em đi lên núi môi phải cúi đầu. Em đi bắt những nhịp đồ. Nói những con đường cầu quốc yêu thương. Cho sẽ thẳng tới chiến trường. Bấm theo dõi ủng hộ kênh cũng như tập đàn với Guitar 5 Phút. Các bạn không cần phải bỏ ra nhiều tiền để mua một bộ dây có lớp phosphor nữa. Ngày hôm nay thì Alice chính hãng đã có cái bộ dây có lớp phosphor để giúp chúng ta êm tay bấm nó lướt hơn. Đây, lớp phosphor này ha. Đó, chính hãng là size SL, size 11 dành cho dây sắt. Đây là dây 466. Thì á, khi mà chúng ta size dây xịn hay là dây thường thì cứ khoảng thời gian để cái dây nó chết đi cũng chỉ khoảng 5-6 tháng thôi. Nên thay bộ dây Alice này nó sẽ tiết kiệm cho anh chị các bạn, tiết kiệm rất nhiều luôn.
thật sự. Và có rất là nhiều anh em đã sở hữu bộ dây này, ok, và mua hai bộ thì được miễn phí vận chuyển, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ được tặng kèm thêm là một cái hộp bích và hai cái bích đó, rồi tặng thêm cái tay quay nữa, tay quay này để tháo cái chốt dây nữa nè, rồi tặng thêm cái giáo trình nữa cho anh em tham khảo thêm để em tập đàn nó tốt hơn. Nó không cần phải tốn quá nhiều tiền. Đăng ký kênh để nhận được những ưu đãi.